Xin chào các bạn nhỏ nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhỏ về con quay lò xo nổi tiếng của các bạn Kamiwaza ha. Đây là một cái sản phẩm khóa tuyệt vời. Nó đã tạo ra một cái cú nhảy rất lớn trong cái hàng quay quốc tế. Đây, các bạn nhìn cái biểu diễn này. Đó, con quay với độ chính xác cao đã làm cho các bạn thấy thú vị đúng không? Thả từ trên cao, thả xuống, thả từng các bậc, thả qua, nó đều ra cái chất lượng rất là tốt và độ chính xác rất là cao. Đó, các bạn thấy con quay bình thường, sau đó mình chế con quay cho nó có cái lò xo để có độ nhảy, độ tưng, đưa cái tốc độ của con quay cao lên và nó nhảy chính xác vào đúng cái vị trí. Wow, tuyệt vời ha, các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ làm nổi trái bóng nha. Bùm. Ồ, quá tuyệt luôn. Đó, các bạn thấy không? Tôi đã quay chậm lại và thấy quá tuyệt vời luôn. Đó, các bạn thấy không? Độ chính xác rất là cao. Và độ nhảy rất là cao. Nếu bình thường không có cái lò xo này thì nó sẽ không thể nhảy được. Và chính nhờ cái lò xo này nó nhảy đúng cái vị trí mà mình mong muốn luôn. Các bạn thấy không? Đó, các bạn nhỏ Việt Nam mà nếu tự chế quay á thì liên hệ với Kamiwaza nha. Wow, quá tuyệt vời luôn. Wow, chính xác. Con quay này chính xác thiệt. Tuyệt vời đấy các bạn. Tôi hy vọng các bạn sẽ thích cái con quay này và nhớ subscribe kênh ha. Con quay này, wow, các bạn thấy không, chính xác ghê không? Hy vọng các bạn thích con quay này ha. Chúng tôi làm clip này thì cái thời gian làm khá lâu, bởi vì các bạn thấy rằng chế con quay xong rồi tạo cho tốc độ con quay bay chính xác để làm bể những trái bóng hay nhảy qua những cái bậc, đồng thời cũng làm cho cái clip nó hoàn thiện để cho các bạn coi. Đó, các bạn thấy không, rất là tuyệt vời đúng không, và nó rất là mạnh nữa, đùng, rất là ghê. Đó, các bạn coi là dưới nạnh nước ha, chúng tôi sẽ làm cho nó chạy nè. Đó, đụng ngay cái bắn bùm. Đó, các bạn thấy không, hay quá, tuyệt vời. Wow, và hy vọng là các bạn chơi quay sẽ thích thú với clip này ha. Nhớ subscribe kênh để chúng ta sẽ có những cái clip thú vị hơn. Các bạn coi nè. Bùm. Đó, chiến thắng hết nè. Đây, từ bậc cao rớt xuống. Bùm. Chưa bao giờ thú vị như vậy. Các bạn nhìn cái bậc này nha. Nếu tôi nghĩ là nếu con quay bình thường thì không thể làm được đâu. Nhưng mà cái con quay có gắn lò xo này. Wow. Các bạn nhìn nè. Bùm. Rồi, chúc các bạn vui vẻ với cái clip này nha. Hy vọng rằng được gặp các bạn và chia sẻ các bạn về những cái con quay thần kỳ này. Rồi.